Thưa quý vị, hôm qua, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITC 2019 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. ITE năm 2019 với chủ đề Cửa ngõ đến với du lịch châu Á là hoạt động thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức trong 15 năm qua. Đây là hội chợ có quy mô quốc tế, ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều nước trên thế giới. Năm nay, đến với hội chợ có 315 đơn vị tham gia trưng bày triển lãm. Trong này có 45 tỉnh thành trong cả nước mang đến nhiều sản phẩm du lịch như nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, văn hóa. ITE ngày càng khẳng định được giá trị và uy tín. ITE không chỉ là hoạt động quảng bá du lịch mà còn mang lại cơ hội giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đến hết ngày 7 tháng 9.